chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 5 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là rãnh áp thấp với quá trình tác động của khối khí mát từ phía Bắc đã hoạt động mạnh trở lại và gây ra mưa trên diện rộng cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thì tại một số địa phương vùng núi có mưa to đến rất to, một số nơi đã xảy ra lũ quét. Dự báo trong ngày hôm nay thì rãnh áp thấp vẫn tiếp tục gây ra mưa rào và dông. Tâm mưa trong ngày hôm nay sẽ tập trung tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và kể cả khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Thời tiết ổn định hơn là tại các tỉnh từ Quảng Bình cho đến khu vực Bình Thuận. Tại đây ban ngày trời phổ biến là ít mưa, nắng nóng suy giảm với nhiệt độ trưa chiều chỉ khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Chiều tối và đêm nay thì ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế có khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh còn lại thì chỉ có mưa ở một vài nơi, nắng nóng hoàn toàn chấm dứt. Lượng mưa ở khu vực này được dự báo là không lớn nên ít ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh. Với nhiệt độ đêm nay trên khu vực sẽ hạ dần về ngưỡng 25 cho đến 27 độ. Còn đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa đang có biểu hiện tăng trở lại. Ngày hôm nay, thời tiết ở hầu khắp khu vực sẽ tương đối thuận lợi từ khoảng sau 8 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều. Sau đó thì nhiều khả năng mưa dông kéo đến và gây ra mưa rào ở nhiều nơi trên khu vực. Lượng mưa thường phổ biến trong khoảng từ 5 cho đến 15mm, nên nhiệt độ trưa chiều có xu hướng giảm nhẹ so với 24 giờ trước đó và phổ biến trong khoảng 29 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và 31 cho đến 33 độ cho khu vực Nam Bộ. Chúng tôi xin lưu ý là sau một thời kỳ giảm mưa và từ ngày hôm nay trở đi, mưa bắt đầu có dấu hiệu tăng lên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khi đó thì những cơn mưa rào thường kèm theo dông mạnh có thể gây nên tố lốc, đổ cây cối, cột điện. Chính vì vậy, quý vị cần hết sức thận trọng khi ra đường trong những cơn dông. Cụ thể ngày hôm nay thì thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, nằm trong xu thế chung của Bắc Bộ nên tại thủ đô Hà Nội tiếp tục nhiều mây và có mưa kéo dài trong ngày, nên nhiệt độ tại thành phố ngày hôm nay khá mát mẻ, trưa chiều chỉ trong khoảng 27-28 độ, về đêm nhiệt độ giảm xuống còn 24-25 độ, cùng độ ẩm không khí dồi dào ở mức là 95%. Ngày hôm nay lại là ngày đầu tiên của năm học mới, vốn có mật độ dân cư đông đúc nên thủ đô sẽ càng tấp nập hơn. Phụ huynh khi đưa con em mình đến trường thì nên cố gắng đi sớm hơn thường lệ, hạn chế tình trạng ùn tắc. Ngoài ra thì nhớ bảo vệ sức khỏe cho con em mình, tránh nước mưa nhiễm vào cơ thể trong thời điểm giao mùa rất dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Vâng, ngày hôm nay tiếp tục là một ngày đầy mây và có mưa tại thành phố cảng. Độ ẩm không khí cao và có mưa hầu như suốt cả ngày nên sẽ không thuận lợi cho hoạt động thông thương cũng như là mua bán của người dân thành phố. Đặc biệt là tại vùng ven biển của thành phố, các huyện đảo Cát Bà, Cát Hải, Đồ Sơn sẽ có mưa dông kèm theo gió giật mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền cỡ nhỏ thì nên hạn chế ra khơi trong điều kiện thời tiết xấu. Nên nhiệt độ tại thành phố biển còn hạ hơn so với thủ đô, cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng 27 độ, còn về đêm hạ dần xuống còn 22-23 độ. Khi lưu thông ngoài trời thì còn có cảm giác hơi se lạnh. Do vậy khi lưu thông thì quý vị nên mặc thêm áo khoác mỏng để tránh bị cảm lạnh. Vâng, sáng nay thì thời tiết tại thành phố Đà Nẵng khá lý tưởng, trời phổ biến ít mưa với nhiệt độ trong khoảng 26-27 độ, gió thổi nhẹ. Trưa chiều thì nền nhiệt độ tại thành phố tiếp tục tăng thêm và cao nhất ở ngưỡng 33 độ. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho hoạt động giao thông đi lại của người dân. Chỉ lưu ý là từ khoảng chiều muộn thì mây kéo nhiều hơn, lác đác một vài nơi trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đêm nay thì thành phố không mưa với nền nhiệt độ hạ xuống 25-26 độ, kèm độ ẩm không khí trong khoảng là 88%. Đến với thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nên lượng người tham gia lưu thông ngày hôm nay tại thành phố là khá lớn. Trong 24 giờ tới, thời tiết tại thành phố sẽ ít mưa và có nắng nhẹ trong khoảng từ sáng đến trưa, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại. Nên nhiệt độ trưa chiều có xu hướng giảm nhẹ hơn so với những ngày trước đó, chỉ trong khoảng là 32-33 độ. Tuy nhiên thì từ khoảng chiều tối, thành phố có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào. Mưa khiến nền nhiệt độ về đêm tại thành phố mát mẻ, chỉ trong khoảng 24-25 độ, cùng độ ẩm không khí trong khoảng là 90%. Vâng, thưa quý vị, thời tiết có đôi chút chuyển biến trong ngày hôm nay và dự báo là từ khoảng sáng cho đến trưa chiều thì tại thành phố Cần Thơ vẫn ít mưa và có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ trong khoảng 31-32 độ. Sau đó thì nằm trong xu thế chung của Nam Bộ, thành phố Cần Thơ lại có khả năng có mưa rào trong khoảng chiều tối. Còn về đêm thì thành phố không mưa, gió thổi nhẹ với nhiệt độ giảm xuống còn 25-26 độ cùng độ ẩm trong khoảng 90%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.